Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Mằn, sinh năm 1976, trú tại tổ 13 thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, ngày 14 tháng 8 năm 2024, do có mâu thuẫn với vợ sinh năm 1974, Mằn đã sử dụng dao chém vợ bị thương và được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Sát. Sau khi gây án, đối tượng Mằn cầm theo hung khí trốn lên khu vực rừng thuộc tổ 12, 13, 14, thị trấn Bát Sát. Sau hơn 20 giờ đối tượng gây án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã áp sát và bắt thành công đối tượng Hoàng Văn Mằn khi đang trên đường từ rừng về khu vực nhà bố đẻ. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bằng những chứng cứ xác thực của lực lượng công an, bước đầu Hoàng Văn Mằn đã cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi dùng dao chém vợ. Sau một thời gian nghị án sơ thẩm kéo dài vào chiều ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Trần Xuân Hồng, 70 tuổi, trú tại xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, khoảng năm 2014-2015, Hồng đã giả mạo chữ viết, chữ ký của trưởng ấp Bãi Thơm để ký vào hai giấy xin xác nhận nguồn gốc đất ở ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, có tổng diện tích 180.000 m². Năm 2017, Hồng đưa hai giấy xin xác nhận nguồn gốc đất nói trên đến gặp Huỳnh Văn Kích, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bãi Thơm, ký xác nhận để hợp thức hóa giấy tờ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến ngày 20 tháng 8 năm 2019, Hồng bán hai thửa đất nói trên cho bà Trần Thị Bích Duyên với giá 10,2 tỷ đồng. Sau đó bà Duyên bán lại cho bà Phạm Thị Yến với giá 18,9 tỷ đồng. Hợp đồng mua này có vợ chồng Hồng ký xác nhận với vai trò là chủ đất. Sau đó bà Yến tiến hành đo đạc, lập hồ sơ địa chính và thuê người cải tạo đất thì bị Vườn Quốc gia Phú Quốc đến ngăn cản. Bà Yến mang hai giấy xin xác nhận nguồn gốc đất đến cơ quan chức năng thì phát hiện nguồn gốc đất này không hợp pháp và giả mạo. Biết mình bị lừa nên bà Yến và bà Duyên làm đơn tố giác Hồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, tổng số tiền Hồng đã chiếm đoạt của bà Duyên và bà Yến là 8,8 tỷ đồng. Ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hải Cường, trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về tội trốn thuế. Theo kết quả điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Cường do Nguyễn Hải Cường làm giám đốc. Trong năm 2022 và 2023, Cường cung cấp dịch vụ ăn uống và lưu trú cho các khách hàng tại Quảng Bình và ngoại tỉnh, nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp với tổng số tiền bán hàng là hơn 8 tỷ đồng nhằm mục đích trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo đúng quy định. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, lực lượng công an tại nhiều địa phương đã tiếp cận trình báo nhiều vụ việc bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư sàn vàng online. Trong đó có trường hợp đã bị mất đến hàng chục tỷ đồng. Đầu tư tài chính online, sàn vàng hay là sàn Forex hay là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, rất nhiều loại hình khác nhau, song đều mang nguy cơ rủi ro, tiền mất tật mang. Nhiều cảnh báo đã được đưa ra, thế nhưng chính tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng đã khiến cho nhiều người vẫn tin vào những lời quảng cáo đầu tư sinh lời, lãi suất cao và sập bẫy lừa đảo. Theo các chuyên gia, dù chiêu trò lừa đảo của các đối tượng không mới nhưng rất tinh vi và có tính tổ chức cao nên nhiều người dùng mạng xã hội vẫn rơi vào bẫy đầu tư tài chính. Theo đó, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các sàn giao dịch vàng trực tuyến trên mạng hoặc có thể bị dụ dỗ bởi đội ngũ nhân viên gọi điện chào mời qua các nhóm tư vấn, trao đổi qua Zalo, Telegram và các trang mạng xã hội. Và công thức chung của tất cả các lời mời chào đầu tư đó là lợi nhuận khủng. Các đối tượng sẽ tạo ra những cái bài đăng, các cái bài bình luận trên các cái diễn đàn, hội nhóm về đầu tư nhằm dẫn dụ người dùng họ truy cập vào những cái bài đăng đấy. Và trong những cái bài đăng đấy thì các đối tượng thường là đăng những cái thông tin giả về việc là đầu tư vào cái sàn vàng thì có thể là thu được lợi nhuận khá là nhiều và trong thời gian ngắn. Thì việc này đánh trực tiếp vào cái lòng tham của người dân. Và
sâu hơn nữa thì các đối tượng họ có thể là giả mạo cả những cái chứng chỉ, chứng nhận hay các những giấy tờ của cơ quan tổ chức để lừa người dùng, cho họ cái niềm tin là cái sàn vàng này thực sự là uy tín để họ đầu tư. Họ hay sử dụng những cái biện pháp mà gọi là đổ lỗi cho mình, cho người chơi. Với những lý do ABCD, anh nhập tài khoản không đúng, đánh số sai, đưa ra những yêu cầu ABCD buộc chúng ta phải tuân thủ, và khiến cho là mình, người chơi luôn luôn cảm thấy có lỗi, và họ buộc phải sửa lỗi bằng cách đưa thêm tiền vào. Đầu tiên chỉ định chơi ngắn, định chơi ít, và sau là buộc phải chơi nhiều, thậm chí là buộc phải có những hành vi mang tính chất lừa đảo người khác để tiếp tục giữ được cái đồng tiền. Không ít người hiểu rõ được tính chất rủi ro của việc tham gia các sàn giao dịch trực tuyến này nhưng vẫn tham gia với tâm lý lướt sóng, đầu tư ít, rút về sớm. Tuy nhiên, sau khi tham gia lại bị các đối tượng dụ dỗ, đưa ra nhiều kịch bản, lý do để đẩy thêm tiền, đầu tư rồi mất trắng. Chưa kể đến nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân khi đăng ký tham gia trên những sàn này. Khi tham gia những cái sàn vàng này thì có rất nhiều rủi ro về thông tin. Thứ nhất thì vẫn là mất cái thông tin cá nhân, đúng không ạ? Vì chúng ta khi mà chúng ta đăng ký một cái tài khoản trên sàn vàng đấy thì thường là họ sẽ yêu cầu chúng ta cung cấp những thông tin như là ngày sinh, tên, địa chỉ, quê quán, thậm chí là các cái giấy tờ nhạy cảm như là chứng minh thư nhân dân hay là căn cước công dân. Thứ hai nữa là trên các sàn vàng này thì họ hoàn toàn có thể có rất nhiều các cái lỗ hổng bảo mật. Thì từ các lỗ hổng bảo mật thì bằng một cách gián tiếp thì các cái kẻ tấn công khác, cái kẻ hacker khác họ có thể là lấy cắp hoặc là chiếm đoạt những cái tài sản của người dùng. Và với các nhà đầu tư, cần cân nhắc kỹ lưỡng liệu có nên chấp nhận mọi rủi ro đặt lên chính mình chỉ vì nghe theo một lời hứa. Trong đó có cả rủi ro về vấn đề pháp lý. Chúng ta phải khẳng định một điều rằng là hiện nay theo tinh thần của Nghị định 24 thì tuyệt đối không có sàn vàng, kể cả online, kể cả vật chất, mà chỉ có những pháp nhân, những doanh nghiệp nào, những ngân hàng nào mà được nhà nước cấp phép mới được mua bán vàng và vật chất ấy, tại cái địa điểm mà mình mở kinh doanh. Thế như vậy có thể nói rằng tất cả những cái dạng mà đọt ai đó mà được mời chào về đầu tư tài chính ảo, kể cả vàng, kể cả ngoại tệ, ngoại hối vân vân khác ấy, thì tất cả những đó là không hợp pháp, và do đó là pháp luật không bảo hộ. Kiếm tiền và làm giàu đúng pháp luật là nhu cầu chính đáng của công dân. Song mỗi người phải hết sức cảnh giác, cẩn trọng trước các lời đề nghị hoặc giới thiệu hoạt động đầu tư qua bất cứ hình thức nào, nhất là trên mạng. Đồng thời, người dân cũng cần trang bị kiến thức về tài chính, đầu tư hoặc tham khảo đánh giá của các chuyên gia trước khi đưa ra quyết định, đảm bảo an toàn và tránh rủi ro lừa đảo. Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Công Thịnh, 29 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Vào tối ngày 12 tháng 8, chị Trần Thị Thu Trinh đang ngồi trong kiosk ở ấp 1, xã An Phước, huyện Long Thành, thì bất ngờ bị Đỗ Công Thịnh sử dụng súng nhựa đe dọa và uy hiếp tinh thần, khống chế, cướp đi một điện thoại di động iPhone 11 Pro Max. Sau khi cướp tài sản, Thịnh lấy SIM của chị Trinh lắp sang máy của mình và nhắn tin đòi 2 triệu đồng tiền chuộc. Riêng chiếc điện thoại Thịnh đã mang đi bán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ nhóm gồm 3 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn. Chúng thường nhắm tới các công ty, doanh nghiệp để thực hiện hành vi. Thậm chí ổ nhóm này còn hoạt động liên tỉnh, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và gây mất an ninh trật tự tại nhiều địa bàn. Đây là video ghi lại hành vi phạm tội của các đối tượng. Manh động, liều lĩnh, chúng đã lên kịch bản chi tiết để thực hiện. Những nơi chúng nhắm tới là cơ quan, doanh nghiệp, nơi những két sắt có nhiều tài sản. Các đối tượng đã đến các vị trí các công ty đã trinh sát và đã ghim các vị trí. Khi các đối tượng đến đi theo vị trí và đến và đối tượng để xe mô tô ở cách hiện trường khoảng 150m và đi bộ, thay quần áo đi bộ vào trong công ty. Công cụ phương tiện của các đối tượng sử dụng là các đoạn xà cầy bằng sắt, nó được lắp ráp lại với nhau bằng gen. Đối tượng vào thực hiện hành vi phạm tội sẽ thực hiện rất nhanh khi mà tiếp cận được hiện trường và phát hiện thấy két của công ty doanh nghiệp thì sẽ cậy phá két và lấy đi tài sản. Sau đó các đối tượng đi bộ ra ngoài, về đi ra chỗ để phương tiện
và sẽ đi ra một khu vực khác để thay quần áo để trở lại người dân bình thường. Trong quá trình đấu tranh xác minh làm rõ, đội điều tra tổng hợp Công an huyện Văn Lâm đã nhanh chóng xác định được nhân thân của các đối tượng gồm Quay Trung Trân, sinh năm 1984, Linh Hái Tứa, sinh năm 1978, Linh Si Khai, sinh năm 1981, cả ba đều trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo hồ sơ vụ việc, các đối tượng nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Thông qua bạn bè giới thiệu, các đối tượng đã nhờ người quen mua một xe máy và thuê nhà trọ tại khu đô thị thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để ở. Tại đây, các đối tượng đã bàn bạc với nhau đột nhập các công ty doanh nghiệp để trộm cắp tiền và các tài sản có giá trị. Đến khi bị cơ quan công an huyện Văn Lâm bắt giữ, các đối tượng đã thực hiện thành công hai vụ trộm cắp. Đến vụ thứ ba, khi đang mang tài sản lấy được đi cất giấu thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Sang Việt Nam thì không có việc làm, không có tiền nên nảy sinh ra việc đi trộm cắp. Trước đó thì đã phải bàn bạc với nhau và phân công nhiệm vụ để qua mắt lực lượng công an Việt Nam. Nhưng rồi chúng tôi vẫn bị bắt giữ. Đặc biệt, trong quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng còn phát hiện ổ nhóm này thực hiện hành vi phạm tội không chỉ riêng tại địa bàn Hưng Yên mà còn mở rộng sang các tỉnh lân cận. Các đối tượng là người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên địa bàn huyện Văn Lâm thì các đối tượng vào khi nhập cảnh ở Việt Nam là các đối tượng thường đi theo diện du lịch và ở thì sẽ không cố định ở một nơi nào để rất khó khăn cho công tác quản lý cư trú đối với các đối tượng này. Thứ hai đó là khi các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xâm phạm sở hữu của các công ty xí nghiệp thì sẽ gây ảnh hưởng đến cái môi trường đầu tư trên địa bàn Văn Lâm với cả các cái địa bàn các cái huyện và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang xây dựng ở trên địa bàn. Công an huyện chúng tôi sau khi lắm được các đối tượng thì đã tổ chức ngay lực lượng để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, làm rõ quy luật hoạt động của đối tượng và khẩn trương nhanh chóng để bắt xử lý đối với các đối tượng để nhằm kiểm soát lại cái tình hình để đảm bảo an ninh trật tự, không để cho các đối tượng tiếp tục lộng hành để trộm cắp ở trên địa bàn của chúng tôi và các địa bàn lân cận. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ tối qua 16 tháng 8 tại một quán bar trên phố Phó Đức Chính đang trong quá trình sửa chữa cải tạo thì bất ngờ xảy ra cháy dữ dội. Trong quá trình dập lửa thì đã có hai cảnh sát và một y tá bị ngạt khói. Người dân đã báo cho chính quyền địa phương và lực lượng 114. Song song đó, Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cơ sở đã thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động hàng loạt xe chữa cháy, huy động nhiều lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương thực hiện các phương án chữa cháy cứu nạn. Đến 22 giờ cùng ngày, vụ cháy được khống chế, không gây thiệt hại về người, về tài sản, đang được thống kê làm rõ. Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Lắk, vào đêm ngày hôm qua, ngọn lửa cũng bất ngờ bùng lên và cháy lớn tại cơ sở karaoke Mi Thứ, số 42 Nguyễn Văn Trỗi, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, khống chế và dập tắt ngọn lửa. Khoảng 22 giờ 24 phút, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cơ sở karaoke Mi Thứ và nhanh chóng lan rộng ra 4 tầng của tòa nhà. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động 5 xe chữa cháy, 30 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngăn không cho lửa lan rộng ra các căn nhà, địa điểm kinh doanh khác. Chỉ sau khoảng 8 phút có mặt, các cán bộ chiến sĩ đã kịp thời khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tại hiện trường, một số xe máy và tài sản khác bị lửa thiêu rụi. Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sơ tán hơn 10 người là chủ cơ sở, nhân viên và khách đến hát karaoke ra ngoài an toàn. Cũng tại Đắk Lắk, sáng qua 16 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết một bệnh nhân 11 tuổi trú tại thành phố Buôn Ma Thuột đã tử vong do sốt xuất huyết. Vào ngày 10 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt cao liên tục, mệt nhiều và được người nhà cho uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Ngày 14 tháng 8, bệnh nhân đến diễn biến nặng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị với chẩn đoán là sốc sốt xuất huyết. Ngày thứ tư, rối loạn đông máu, viêm họng, rối loạn tiêu hóa. Bệnh tiếp tục diễn biến nặng và tử vong vào ngày 15 tháng 8. Theo CDC Đắk Lắk,
từ đầu năm 2024 đến ngày 15 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 1.453 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có một trường hợp tử vong. Thưa quý vị, Sơn La là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, với hơn 2.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài. Thiệt hại về tài sản từ 101 tỷ đồng. Từ ngày 14 tháng 8, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai xây lại nhà cho người dân bị mất nơi ở. Với quyết tâm không để bất cứ người dân nào bị rơi vào tình cảnh màn trời chiếu đất, từ đó những ngôi nhà mới đã và đang được xây lên. Nhà có ba mẹ con, thứ tài sản giá trị nhất là ngôi nhà cũng đã bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ gây ra hôm 24 tháng 7. Sau hơn 2 ngày thi công xây dựng, một ngôi nhà mới đã được lực lượng công an, chính quyền và nhân dân địa phương xây nên cho bà Hà Thị Đội ở bản Châu Phong, xã Suối Bảng, huyện Vân Hồ. Kể từ ngày hôm nay, bà cũng như hai người con sẽ không còn cảnh mưa nắng thất thường nơi dẻo cao này. Hôm nay tôi vui lắm, chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn Đảng, Nhà nước và các anh công an đã cho tôi một ngôi nhà mới. Từ nay không phải đi ở nhờ nữa rồi. Giống bà Đội, nhà chị Hải, anh Tiến cũng là một trong những hộ gia đình đầu tiên được xây dựng nhà mới. Mỗi người một sức, ngôi nhà mới của vợ chồng anh chị cũng đang được xây lên. Mình có nhà, có cửa ở rồi các con ạ. Thì các con bảo là ở thế làm ở đâu bố? Thì cũng không biết được, bố cũng không biết nghe tin thế. Các con bảo là mừng, ô thế thì mình sắp có nhà ở rồi. Kinh phí mỗi căn nhà là 80 triệu đồng. Toàn bộ nhân công được huy động từ lực lượng công an và người dân trong bản. Ngoài nguồn kinh phí ban đầu từ Bộ Công an, các địa phương sẽ huy động thêm nguồn vốn xã hội hóa. Tùy theo phong tục tập quán của từng dân tộc, thiết kế nhà sẽ được điều chỉnh, nhưng vẫn phải đảm bảo ba cứng: mái cứng, nền cứng, tường cứng. Các cái địa bàn để kiểm tra, để hỗ trợ, rồi thì chỉ đạo. Trong hai cái ngày mà từ lúc khởi công đến hôm nay thì ngôi nhà mà xây dựng cho cái hộ dân mà không có nhà ở do bị thiệt hại về bão lũ vừa qua đã hoàn thành. Và đến hôm nay chúng tôi đã bàn giao cho gia đình. Có thể nói là đây là một cái chủ trương hết sức là ý nghĩa và nhân văn của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, và chúng tôi với cái tinh thần trách nhiệm muốn giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, có nghĩa rằng là có được nhà sớm lúc nào thì cuộc sống bà con đỡ vất vả lúc đấy. Những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai mưa lũ gây nên đã và đang được lực lượng công an Sơn La tiếp tục rà soát, khởi công và xây dựng trong những ngày sắp tới. Việc hỗ trợ nhanh chóng về nhà ở cho người dân đã giúp cho họ vơi bớt đi những khó khăn nhọc nhằn. Và theo kế hoạch của Bộ Công an thì việc hoàn thành xây dựng phải trước ngày 15 tháng 10. Theo tiến độ như thế này thì tại Sơn La thì cái việc hoàn thành trước kế hoạch là hoàn toàn khả thi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý có trong bản tin 113 online. Những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong bản tin 113 online cập nhật vào lúc 15 giờ chiều nay. Còn bây giờ, chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau ít phút. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Phan Văn Trương, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa về hai tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Cũng phạm tội gây rối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã số 02 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định là đối tượng Phạm Thông Thương, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Gây rối trật tự công cộng được hiểu là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thậm chí có thể gây ra thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức cá nhân. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,
Người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định còn ra quyết định truy nã số 19 ngày 16 tháng 7 năm 2019 đối với đối tượng Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về tội trộm cắp tài sản. Và đối tượng Trần Thanh Phước, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bị Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã số 06 ngày 21 tháng 9 năm 2016, cũng về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 và 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.